Chào mọi người nha. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với mọi người cái vườn mít trồng được 1,5 tháng tuổi của mình đây. Nói chung là cũng khá là tốt. Do là mùa nắng cho nên là mình có trải cái miếng này nè để cho nó giữ ẩm. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái địch hại của cây mít mà chúng ta khi trồng chúng ta lưu ý. Đó chính là đây, mọi người thấy không? Tàn tạ cây mít luôn, cây mít này mới ra cơi mà bây giờ nó đã bị tả tơi hết trơn rồi. Thì một cái loại địch hại mà chúng ta không ngờ tới, xin giới thiệu mọi người để mọi người khi trồng mít Thái á, đây là cây mít Thái siêu sớm cho mọi người biết để mà phòng tránh. Nhưng mà bây giờ phòng tránh cũng hơi khó, đây không biết sao. Đây mọi người, thật là đau lòng, hết sức là đau lòng luôn. Mình xuống vườn mình phát hiện ra cây mít như thế này thì rất là tiếc, bởi vì công mình chăm sóc 1 tháng mấy nay mà nó bị thế này. Cái lý do mà cái ngọn mít này nó gãy không phải là do bị sâu nha, mà chính là do cái địch hại mà vô cùng đặc biệt mà mình nói, đó chính là con gà. Đây mọi người, trời ơi, đây là cái lá nó ăn còn dang dở nè. Khi nó nhảy lên cao á, nó mổ cái lá non xuống á, thì nó làm cho cái ngọn mít của mình bị gãy đi. Đó, trời ơi, còn gì là cái mít của tôi nữa, thiệt tình luôn á. Một số cây thì nó ăn không còn cái lá nào luôn, để quay cho mọi người cùng xem nha. Đây nè mọi người, đó, những cái búp trên cái lá non bị nó mổ. Cái mít này cái lá nó có mủ rồi, không biết nó ngon nó ngọt thế nào mà bây giờ tự nhiên gà nó lại thích ăn, thiệt là khổ đời tôi. Đây tan nát hết trơn, dưới này còn thê thảm nữa đó, mọi người thấy ngang, không còn gì là cây mít nữa. Nguyên cái khu vực này mình trồng ở đây là 10 mấy cây đã bị rồi đó. Tức là cái tình trạng này nếu mà mọi người không lưu ý á, thì nó sẽ hại rất là nặng đối với cây mít của chúng ta. Ban đầu thì mình cứ nghĩ là bị sâu, nhưng mà mình xịt thuốc sâu hàng tuần, do đó thì các cái khu vực khác còn lại trong vườn của mình á, thì hoàn toàn không bị. Mà chỉ có cái khu vực này thôi, tại cái khu vực này là khu vực giáp ranh đối với hàng xóm. Thì hàng xóm có nuôi rất là nhiều gà, và mình đã cất công tìm hiểu, hỏi thăm cũng như là rình mò, thì mới phát hiện ra nguyên nhân chính là gà ăn lá mít. Cho nên mọi người khi trồng thì nên lưu ý, nếu mà chúng ta giáp với một cái vườn nào đó của bà con hàng xóm, thì cần nên lưu ý là chúng ta phải có hệ thống rào, chứ nếu không là sẽ ảnh hưởng tới cây mít. Thiệt là tiếc luôn mọi người ạ. À.